Với phương châm thiết kế mang giá trị vào từng không gian sống, đội ngũ kiến trúc sư CND đã và đang từng ngày mang đến những dự án chất lượng cho cộng đồng yêu thích kiến trúc xanh, không gian thoáng. Cùng CND lắng nghe phản hồi từ chính khách hàng thực tế là chủ nhà các công trình do CND thực hiện nhé. Trải qua một cái quá trình thiết kế, thi công và ở thì chị Nga có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận, đấy mới là một vài ý niệm liên quan đến cái công trình. Khi làm xong nhà về nhà ở thì rất chỉ là hài lòng, vì là cái không gian thoáng thoáng mát mà là cây xanh, có cả cây xanh rất chỉ là ý nghĩa. Thế là qua đây thì chị đã cảm ơn đội thiết kế CND đã thiết kế ra bàn giao cho chị nhà một ngôi nhà là ý nghĩa đấy đó. Có cả cây xanh gì cũng rất thích. Thì những ai mà đang có nhà thì cứ yên tâm giao cho bạn công nhé. Cùng trải qua đồng hành với nhau cùng khoảng gần 6 tháng hoàn thiện nha. Thì tiền đấy thì anh Long có thể nếu mà được cảm nhận trong cái quá trình xây nhà được. Cũng chia sẻ với công và anh em thì thật sự đây là lần đầu tiên anh làm nhà. Anh nhớ cái hôm đầu tiên mà anh tìm đến em vào một bố Tết, một năm Tết đúng không? Trời ơi, hôm ấy là nó bỡ ngỡ, rất là nhiều cái ý tưởng, rất là nhiều cái mình tham thiết kế, mình rất là nhiều nhét nhiều cái chi tiết vào. Và cũng rất là may là cảm ơn công và đội ngũ CND. Trong vòng chỉ có một tháng nhỉ, anh nhớ là chúng ta làm việc vào ngày 10 tháng Giêng và 19/2 anh tổng tổ cái nhà này. Đấy, cũng rất là may mắn mà khi mà gặp một đội ngũ khá là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và quá trình nó rất là hài lòng. Rất là hài lòng và cảm ơn anh em từ cái vấn đề là sắt thép thi công cho đến nội thất bên trong rất là nhiều vật liệu hay màu sắc. Rất là cảm ơn công và đội ngũ anh chị em của CND giúp anh hoàn thành ngôi nhà này. Thì hôm nay rất là thoải mái. Thật ra anh vào ở khoảng được nửa năm rồi nhưng mà hôm nay anh mới có dịp để mà làm cái tiệc tân gia. Và rất là vui khi cuối tuần này công cùng anh em được nghỉ xem đi ra đây cùng chung với anh. Anh rất cảm ơn em. Cảm ơn anh lắm. Thật sự là rất là hài lòng về những cái giải đáp này, về những cái chia sẻ và những cái đồng hành, ngay cả cái nhà hoàn thiện rồi thì các chủ vẫn quá lại để thăm công trình thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Rất là cảm ơn anh em. Mình còn giới thiệu với lên công ty của mình trong nghiệp mình bảo là lưu ý cái này thì tuyệt vời.